xử ra sao? Ngồi hướng nay nó không chết đổ tiền. Thiệt là chẳng sai. Nơi dương thế một cụ ông nãy đã nói hạt quý tiến. Để thầy mau đặng dân để giúp cho người dương thế họ. Từ bi tha cho đệ tử một lần lầm lỗi. Ô Phật diễn lễ, vì vị Di Quan hãy bình thần. Tạ ơn sư phụ. Mới đây vì vị Di Quan gạt qua đệ tử, hãy chấp tận công thầy chấp giữ bên ngoài. Để cho thầy chư ta sát quỷ ạ. Ô Phật, nhân nhân ta thầy pháp hoàng. Tài thủ Phật cầm tam sức, chắc vô đời đời ác thủ kim cang. Đụng đại hổ công thầm thủ tam hoàng, đầu đội tam sơ thủ nhãn. Hổ quỷ ma có làm gì hết chẳng lành, hãy thấy số cái chứa hầu chết nghĩa ta. Hỡi này dễ dễ chi quá. Dạ, tôi chỉ phụ với lại mấy cháu. Tất công hài thì gọi ước ao danh nơi tiếng đồng đồng dáng về
điều gì chị dạy? Trước thân sư hiền có trả lời mật lệnh cho anh em chúng ta đây. Mặc bảo chánh lấy qua tài đem về phải xin lo bề an táng. Đúng đại ca. Nhưng em nhìn xem sao phong quan đà bế chặt. À, anh em ta khó nổi ra vào. Vậy em mau nỗ lực anh nào. Phá Du Môn làm được như thế nào? Đại ca nói thế, có phải là phá Du Môn cho anh được vậy không ạ? À? Đúng vậy. Thưa đại ca, có chuyện gì? Từ Tùng Sơn đại xa tôi cắt nhở xương vỏ núi gừng sờn chỉ năm gì đã chạy qua bảo tán quân phong, nhưng lòng em không hề nản chí. Đại ca ngoài nghe nghĩ cùng mọi chuyện để đem nói liệu, khi nào có biến động nó sẽ gọi đại ca. Dạ chú em bàn hành chứ mệt. Mới đó mà các tướng ra ngoài đã quét sạch như ngôn quan. Sẽ một chiếc trời đất nổi khu phóng dông tố. Chắc là cả khí cả ngắn. Khi Mỹ dân là thật. Thủ tiền chứ tốt. Thành quốc lại chờ. Vào trong khăn quan của Thạnh Tường ứng xử như nào? Xin tất lực. Thank you.